Mến chào cô chú anh chị quý nhà đầu tư. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị quý nhà đầu tư một cái căn nhà vườn nha cô chú anh chị, một cái căn nhà cấp 4 cực kỳ mới luôn nha. Tọa lạc tại xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Tổng diện tích trên giấy tờ là 2.449 m² nha cô chú anh chị, là gần 2.500 m² nha. Trong đó có 1.381 m² là đất thổ nha cô chú anh chị. Trên màn hình cô chú anh chị á, đây là đường vào đất nha. Đường thì hiện tại đường xe máy ba gác thôi nha. Thì xe hơi á, thì cách con lộ xe hơi là tầm khoảng 200 m nha cô chú anh chị. Thì cái hướng mà cải tạo đường á, thì cô chú anh chị mua sở hữu rồi mình về mình nghiên cứu nha. Còn hiện tại thì chỉ là đường xe máy ba gác thôi nha. Thì trên đất có rất là nhiều cây ăn trái luôn, nào là vú sữa, dừa, xoài, mít ha. Rồi có một số cây mai vàng á, nói chung thì mai thì cũng cơ bản thôi, mai thì chà tùm lum hết á, nó không có được đẹp lắm nha. Thì nền thì cao ráo, xung quanh á điện nước đầy đủ, dân cư đông đúc hiện hữu nha. Một cái căn nhà này á, căn nhà này thì chủ nhà mới xây luôn nha cô chú chị, cực kỳ mới luôn đó. Thì nay á thì chủ kẹt tiền đành bán đi cái căn nhà. Rất là tâm huyết nha cô chú chị. Căn nhà này xây mới thì ngoài 800 triệu á, nhìn rất là đẹp luôn nha. Em chỉ quay cơ bản ở bên ngoài thôi. Thì cô chú anh chị nào xem video cảm thấy ok, hợp nhãn thì cứ liên hệ bên em về mình xem đất thực tế ha. Nền cao ráo nha cô chú anh chị. Phía trước là cái sân ha, dòng ra phía sau. Thì với kích thước của thửa đất này á, mặt tiền thì khoảng 36 m nha cô chú anh chị, chạy thẳng dài vô. Một cạnh là 78 m, một cạnh là 83 m nha. Tầm khoảng đó. Thì để một tí nữa em sẽ ban live cam lên cho cô chú chị quý nhà đầu tư xem cái vị trí cũng như là cái mật độ dân cư khu vực này ha. Rồi cho cô chú chị xem sổ và em sẽ kiểm tra quy hoạch thửa đất này luôn nha. Hàng này cũng tương đối đẹp nha cô chú chị, giá cực kỳ rẻ luôn. Bên hông thì có một số cây như là vú sữa đâu đó, dừa thì cũng tương đối nhiều nha. Nhà mới toan luôn nha cô chú chị, được xây dán đầu lót gạch men rất là đẹp nha. Nó xung quanh thì nhà dân rất là nhiều luôn nha. Nhà này chiều dài này rất là rộng luôn nè, cực kỳ rộng luôn. Cửa sổ rồi 4-5 cái cửa sổ nha, rất là kiên cố nha cô chú chị. Ngay vị trí này có cây sồi rất là to luôn nè cô chú chị. Có 1.381 m² là đất thổ nha cô chú chị. Cái tiền thổ cư thôi cũng rất là nhiều tiền rồi nha. Nó chạy ra tới phía sau luôn nha. Ngay chỗ vị trí này thì có một số cây dừa lão và một số cây dừa mới trồng nha. Ngay vị trí này thì có cây mít nè, phía sau có cửa hậu. Cái này là cây sồi nè cô chú chị. Thì khu vực này thì đa phần là người dân canh tác nông nghiệp là nhiều thôi nha. Thì đối với sản phẩm này thì cô chú anh chị về thì ở thôi, có thổ cư. Thì tổng diện tích là 2.449 m², 1.381 m² đất thổ, còn lại là 1.068 m² là đất nuôi trồng thủy hải sản nha. Thì đối với đất nuôi trồng thủy sản thì cô chú anh chị đứng tên rất là dễ dàng thôi, nó không có ngần ngại về giống như đất lúa, đất nông nghiệp nha cô chú chị. Bên đây thì có cây mít nè, một số cây chuối. Nền thì đã cao ráo rồi nha cô chú chị, cho nên về mình ở thì rất ok ha. Thì em xin nhắc lại nha, hiện tại là đường xe máy ba gác thôi nha. Thì cách lộ xe hơi là 200 m nha cô chú chị. Quốc lộ 62 nếu cô chú anh chị đi đúng đường là 900 m nha. Còn nếu mà nhìn theo đường thẳng, đường chim bay á, ra đất thì tầm khoảng 900 m nha. Trung tâm Thạnh Hóa, chợ Thạnh Hóa khoảng 16 km, cao tốc thành phố Tân An tầm khoảng 12 km nha. Mốc Giáp Ranh Nguyễn Linh tầm khoảng 43 km, Đức Hòa về tầm khoảng 56 km nha cô chú chị. Rồi em sẽ bay con live cam lên để cho cô chú chị xem ha. Thì em vị trí em bay này á, là từ ngay vị trí đầu đường bay vào đất này cô chú chị. Thì từ ngay chỗ vị trí lộ xe hơi á, nó bay qua ha, qua một số cái nhà nè, ở cái đường đi thẳng vào trong. Bên trong thì có một số hộ gia đình, thì hiện tại là chỉ xe máy ba gác thôi. Cái đoạn đó là 200 m nha cô chú chị.
Hiện tại thì khu vực này đang là mùa nước lũ nha, thì người dân lấy nước vào đồng để xử lý đất nha. Còn đây là em ban La Cam đạt độ cao là 120m nè cô chú chị. Em vẽ kích thước để cho cô chú chị quý nhà đầu tư hình dung và hiểu rõ cái thửa đất này nha. Thì mặt tiền nó được khoảng 36m nha, một cạnh là 78, cạnh 83. Và cái hậu thửa đất thì nó tầm khoảng 24m nha cô chú chị. Thì đối với sản phẩm này thì nó hơi bị tấp hậu nha cô chú chị. Rồi em sẽ ban La Cam cao lên ha, để cho cô chú chị nhìn rõ cái thửa đất hơn nha. Nhà thì mới toan luôn, thì có 1.381m2 là đất thổ nha, còn lại là 1.068m2 là đất nuôi trồng thủy hải sản nha cô chú chị. Xung quanh thì dân cư đông đúc hiện hữu nha. Đối với cô chú chị khu vực Nguyễn Văn Linh thì cô chú chị có thể đi theo cao tốc về tới thành phố Tân An. Thì từ thành phố Tân An cô chú anh chị về tầm khoảng 12 cây số nha. Thì đối với cô chú anh chị khu vực Đức Hòa thì về tầm khoảng 56 cây nha cô chú anh chị. Đây là Bay La Cam đạt độ cao 200m, nhìn thấy quốc lộ 62 cách chỉ có 500m theo đường thẳng nha. Xung quanh mật độ dân cư cũng tương đối đông đúc nha cô chú anh chị. Thì cái cánh đồng này nói chung á thì theo cái vị trí thôi. Một số đồng thì màu xanh đó là canh tác lúa ba vụ nha cô chú chị. Một số cái đồng nào thì không có xạ lúa ba vụ thì người dân lấy nước vào để cho phù sa vào nha cô chú chị, để cho cỏ không lên đó. Từ vị trí thửa đất thì ra lộ xe hơi chỉ có 200m thôi nha cô chú chị. Đây là em vẽ cái đoạn đường từ vị trí lộ xe hơi ha, cách 200m thì cô chú anh chị có thể đậu xe hơi chỗ này đi bộ vào nha. Em báo rất là chính xác nha, để cho cô chú anh chị mình về mình xem đất thực tế để mình có nên đầu tư quyết định mua sở hữu hay không nha. Đường thì hiện tại là xe máy ba gác thôi nha. Căn nhà thì mới toan luôn nha. Trên đất thì có một số cây ăn trái, cái nền cao ráo rồi. Về cô chú anh chị có thể đào ao xử lý lại ha, bố trí cây trồng theo cái mong muốn của cô chú anh chị, thì làm cái nơi để chơi nghỉ dưỡng cuối tuần là bao VIP luôn nha. Đối với cô chú anh chị khu vực Đức Hòa thì cô chú anh chị có thể đi theo quốc lộ N2 ha, về tới trung tâm Thạnh Hóa, chợ Thạnh Hóa, thì từ ngay chỗ chợ Thạnh Hóa về tầm khoảng 16 cây số nha cô chú anh chị. Rồi em sẽ không để cho cô chú anh chị quý nhà đầu tư đợi lâu. Em sẽ cập nhật giá bán chính chủ lô đất này. Thì đây là một cái căn nhà vườn, một căn nhà cấp 4, tổng diện tích là 2.449m2, trong đó có 1.381m2 đất thổ nha, còn lại là 1.068m2 là đất nuôi trồng thủy hải sản. Đất tọa lạc tại xã Tân Long, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Đất thì gồm một cái căn nhà cấp 4 mới toan, được xây kiên cố nha. Có một số cây trồng trên đất, nào là vú sữa, dừa, xoài, mít ha, có mai nữa. Đất cũng tương đối ok nha, và giá bán chính chủ là 2 tỷ hết đất nha cô chú chị. 2 tỷ hết đất, riêng căn nhà thôi là cô chú chị có thể tính được giá trị đất rồi. Căn nhà này ngoài đảm bảo của chú chị luôn, xây mới là ngoài 800 triệu nha, tiền vật tư, tiền thợ nữa, rất là nhiều tiền. Riêng cái tiền thổ rồi, tiền thổ của chú chị tính đi, gần 1 công tư thổ, mà 1m2 thổ khu vực này nó dao động tầm khoảng bèo nào cũng khoảng 500.000 một mét nha cô chú chị. 500-700.000 một mét thì cô chú chị em lấy 500 thôi, 1.000m2 tiền thổ là đã 500.000 rồi. 1 công tư thì cô chú chị có thể nhân lên ha, cũng khoảng 600-700 triệu rồi ha, khoảng 700 triệu nữa. Rồi tiền đất 2 công tư, gần 2,5 công nha cô chú chị. Đất khu vực này cũng không dưới 500 triệu đâu nha, tầm 600-700 triệu một công nữa, cô chú chị cứ thử nhân lên ha. Giá như thế này thì quá ok nha, thì giá 2 tỷ giá rất hợp lý nha cô chú chị. Cô chú chị nào xem video cảm thấy ok, cảm thấy hợp nhãn thì cứ liên hệ qua bên em ha, liên hệ vào số điện thoại 0828367167 gặp em là Quỳnh Thọ nha cô chú chị. Thì bên em sẽ hỗ trợ cô chú chị khi cô chú chị xem đất nè, cảm thấy ok, quyết định đặt cọc thì sẽ sell
sát cái hồ sơ của chú chị đến khi mà cô chú chị ra ký công chứng sang tên cầm được sổ hồng trên tay luôn nha. Còn đây là cái kích thước thửa đất em vẽ mang tính chất tham khảo nha. Còn đây là cái sổ thửa đất nha cô chú chị, sổ hồng riêng nha. Lô đất thuộc ấp 2 xã Tân Đông, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Đây là diện tích của sổ thổ nha, 1381 mét vuông đất thổ nha. Còn đây là cái bản vẽ nè, 1381 mét vuông ha. Thì hàng như thế này, hiện tại khu vực này mà cô chú anh chị lên thổ nhiều như thế này cũng rất khó khăn nha. Đây là cái sổ thứ hai, đất nuôi trồng thủy sản này của chú anh chị, diện tích là 1068 mét vuông nha. Thời hạn sử dụng là 15 tháng 10 2063. Thì việc hết hạn sử dụng thì cô chú anh chị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đóng dấu gia hạn thôi, không có tốn phí gì nhiều đâu nha. Còn đây là cái bản vẽ thửa đất nè, 1068 mét vuông ha. Rồi em sẽ kiểm tra cái quy hoạch thửa đất này nha cô chú chị. Hàng này là rất ok nè cô chú chị. Đây là cái quy hoạch thửa đất này ha. Thì đây là quy hoạch của thửa đất thổ nha. Thì phía ngoài là thổ nha, phía trong là nuôi trồng thủy sản nha cô chú chị, cũng như là đất lúa nha. Đây là cái bản vẽ nè. Thì đây là em cũng kiểm tra mang tính chất tham khảo tương đối thôi nha, để cho cô chú chị hình dung hiểu rõ thôi. Cái thửa phía sau là cái thửa nuôi trồng thủy sản, vị trí ngay căn nhà là cái thửa thổ nha cô chú chị. Còn đây là cái quy hoạch của cái thửa nuôi trồng thủy sản nha. Cái màu mà xanh nước biển đó là cái màu của nuôi trồng thủy sản nha. Cái màu vàng vàng là màu của quy hoạch đất lúa nha. Rồi em sẽ kiểm tra quy hoạch tổng cái khu này luôn. Đối với khu vực này thì không hề dính quy hoạch gì hết nha cô chú chị. Cô chú chị về mua làm nơi nghỉ dưỡng cuối tuần thì bao đẹp bao VIP luôn đó. Đây là cái quy hoạch thửa đất thổ và cũng như là cái vị trí nhìn thấy quốc lộ 62 nha, cách chỉ có 500m thôi nha cô chú chị. Và có hướng phong thủy là hướng đông bắc nha. Thì mỗi video trên màn hình của chú chị em đều để mã số video hết. Thì cô chú chị xem video cảm thấy ý về sản phẩm nào thì cứ alo anh em báo về mã số video để em cập nhật sản phẩm đó còn hay là đã bán nha. Thì hiện tại bên em đang nhận ký gửi cũng như là tìm kiếm những sản phẩm bất động sản theo yêu cầu. Thì cô chú anh chị nào đang có nhu cầu tìm đất ruộng, đất mặt tiền, đất kho xưởng bãi hay tìm nhà thì cứ alo anh em ha. Hoặc là cô chú anh chị nào mà có nhu cầu quay bất động sản để bán ha, gửi đến một số nhà đầu tư để mình có thể giao dịch được á, thì cứ alo anh em sẽ sắp xếp thời gian xem đất thực tế và cũng như là quay những sản phẩm bất động sản gửi đến các nhà đầu tư nha cô chú chị. Cảm ơn cô chú chị quý nhà đầu tư đã dành thời gian theo dõi video. Nếu thấy video này hay hữu ích thì cô chú chị hãy bấm nút like và đăng ký miễn phí nha, để khi em ra video mới nhất thì cô chú chị quý nhà đầu tư sẽ là người đầu tiên xem video, có cơ hội sở hữu được đất đẹp và đất rẻ nha. Và em cũng rất là vinh dự khi được cô chú chị quý nhà đầu tư quan tâm theo dõi. Chúc cho cô chú chị quý nhà đầu tư có nhiều sức khỏe, sở hữu thật là nhiều sản phẩm bất động sản đẹp và giá tốt nhất thị trường luôn nha. Hẹn gặp lại cô chú chị ở những video tiếp theo. Và em xin chào tất cả cô chú anh chị. Did you go?